Đây, em giới thiệu với cả nhà. Đây là một cái loại giá thể đặc trưng nhất là ở trên vùng đất Lai Châu và khu Tây Bắc này mới có. Tại vì cái này là gọi là người ta gọi là dớn, vỏ dớn nha cả nhà nhé. Đây là những cái thân rễ của trong rừng đó, nó kết với nhau, nó là một cái loại cây nhưng mà nó kết với nhau, nó thuộc dòng thân thân khô này. Đấy, nó kết với nhau thì nó đan xen nó lại thành một cái như này, thì mọi người người dân người ta đi về và khai thác ra thì người ta làm ra cái đĩa này để bắt đầu trồng. Và theo em đánh giá thì em là người đang dùng, đã dùng và đang dùng và vẫn tiếp tục dùng nhé cả nhà nhé. Tại vì em thấy cái này nó có lợi thế như này này cả nhà này. Cái dớn này, cái nhất là nó giữ độ ẩm gọi là cực kỳ là tốt, cực kỳ là tốt đấy. Hai là nó rất nhẹ nhàng đấy, rất nhẹ nhàng. Cái thứ ba là nó bền bền vững lâu năm, ít ra ví dụ một cái bảng dớn này nó được tầm 3 đến 4 năm đấy, giá thể thì mới phải thay giá thể một lần. Hoặc bây giờ người ta vẫn còn, có khi người ta còn nghiền cái, người ta đánh vụn cái bảng dớn này ra để người ta trồng đấy, để cho nó giữ ẩm rất tốt như cả nhà nhá. Còn cái nhược điểm nó ấy, nhược điểm của nó có nghĩa là còn một cái ưu điểm nữa, có nghĩa là nó là những cái rễ đan xen đâm ra bên trong nó rất thoáng, và những cái dòng rễ là nó đâm xuyên vào bên trong, nó ăn nó xuyên vào bên trong, và khi mọi người mà có tưới phân thuốc các thứ như thế nào thì nó sẽ ngấm hết vào cái này và nó ăn ăn được nhiều hơn nhé cả nhà nhé. Em đánh giá dùng là rất tốt. Còn nhược điểm của thằng này là trước khi mọi người dùng thì mọi người mua lấy được về rừng cái là mọi người, nếu mà chuẩn nhất là mọi người phải luộc lên cho em, lấy nước nóng, dùng nước nóng luộc cái thằng này lên là nó đảm bảo nhất. Tại vì nó nhược điểm nó là nó trong nó lấy từ rừng nên rất nhiều là nấm bệnh và vi khuẩn đấy, nấm bệnh và vi khuẩn nó cư trú bên trong này là rất nhiều đấy, thì có một cái nhược điểm là duy nhất là như thế. Nên ra là em thấy dùng cái thằng này là tốt và có khả quan và giúp cái cây lan nó tăng trưởng nó tốt, nó nhanh à, để nhưng mà là nhược điểm thứ hai là nó sẽ không được đẹp mắt, nếu mà trồng vào dưới là thì không được đẹp mắt. Nhưng để khắc phục cái nhược điểm đấy thì mọi người có thể là trồng vào dớn, nhưng mình lại mua một cái chậu đẹp mình đặt vào bên trong thì nó cũng dường như là nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm đấy, và chậu lan đẹp và sinh sôi nảy nở. Nó là cây trong rừng, đâm ra là nó sẽ hợp với cái tất cả các loại lan rừng nhé, hợp với tất cả loại lan rừng. Và em muốn giao lưu và chia sẻ những cái gì em đang dùng cho mọi người. Và cái bảng dớn này em bán cho mọi người là 25.000 một cái nhé cả nhà nhé, 25.000 một cái bằng dớn như này. Đấy, 25.000 một cái nhé. Đường kính nó rơi vào tầm 20, 20. Đấy, em bán cho mọi người 25.000 một cái nhá. Rồi mọi người nếu mà mọi người tin tưởng mà mọi người thích dùng cái loại này thì mọi người ủng hộ em nhá. Rồi em mời mọi người tiếp tục đến hàng dòng lan rừng nhá. Rồi, em xin chào cả nhà nhá. Chào toàn thể cô chú yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Thưa với cả nhà thì nói thật là chính ra là cái này thì em bảo là thôi không không người ta không đi lấy được, nhưng mà hôm nay thời tiết nắng ấm thì người ta lại lấy được một ít, mà nói chung là về thì em bảo thôi định không nhập nữa, nhưng mà thực sự là hôm nay nhìn thấy đẹp quá thì lại lại lấy nữa, lại chia sẻ tiếp cho mọi người nhé cả nhà nhá. Hôm nay mọi người xem cho em từng đơn một, từng hình một, từng hình dáng, từng củ một, để mình chọn lựa về mình làm và mình uốn thế như nào để cho nó thẩm mỹ và nó đẹp nhất, và cái chậu bonsai chè rừng nó làm sao nó có giá trị nhất nhé cả nhà nhá. Rất mong mọi người xem, cô chú ơi cùng toàn thể gia đình xem thì dành tặng cho em dành 1 giây thôi, mà cái nút like thì nó thực sự là nó không mất thời nhiều thời gian. Thì mọi người dành cho em 1 giây và like cho các em cái. Đấy là một cái là thể hiện về cái tình cảm và cái yêu quý cái kênh của em và yêu quý vợ chồng em. Rất mong cô chú toàn thể gia đình mình hôm nay sắp Tết đến nơi rồi. Sắp Tết đến nơi mọi người mua một một củ nhỏ về mình tự uốn nắn, tự tạo dáng, tạo thế cho nó để đặt lên cái bàn uống nước, để ngày đón ngày xuân cả nhà nhé. Đặt một cái chậu bonsai lên để đón ngày xuân nhé cả nhà nhé. Vẫn là chè rừng nhiều củ lạ, củ độc và củ dị dị lắm nhé cả nhà nhé.
Rồi em xin phép bà đi vào chi tiết từng đơn. Đầu tiên mình chơi củ nhỏ trước nhé. Đấy, em bảo rồi, nay mai nó tán lộc như này này. Mọi người như những cái củ này, đây rêu đây. À, như cái củ này thì mọi người đặt bàn uống nước thì mọi người thấy nào. Đấy, ví dụ như dáng nó như thế này đi. Đấy, trồng vào một cái chậu phúc lục thọ. Trồng vào một cái chậu phúc lục thọ dài, nó vuông hình chữ nhật đấy. Mình đặt như này thì mọi người nhìn thế nào, rất tuyệt vời và nhẹ nhàng tình cảm nhé cả nhà nhá. Hình số 25 50.000, hình số 25 50.000. À, cô chú toàn thể gia đình mình những cái hình 50.000 mọi người nhớ là ghép đơn cho em. Chứ em nói thật ra những cái củ như này chuyển và đóng gói cho mọi người mất 30.000 tiền cước, em trả bỏ công cả nhà nhá. Và hình số 25 50.000, hình số 25 50.000. Thực sự là tuyệt vời. Củ này đấy đấy. Đấy, như ví dụ như củ này. Đây, dáng nó đây, dáng thế tự nhiên đây như này. Thì các bác về đặt vào cái chậu sứ này. Đấy, chậu màu đỏ ấy. Đấy, chơi rất rêu phong, rất cổ kính. Và thưa với cả nhà này, nay mai nó coi ra quả mà nó rúc rỉu như này, nhìn chẳng phê. Một dáng chơi bonsai thực sự là tuyệt vời cả nhà nhá. Hình số 22 80.000, hình số 22 80.000. Củ tre rừng nhá. Đây, có quả đây. Quả nó thế này đấy. Nay mai nó sẽ rúc rỉu như thế nhé cả nhà nhá. 80.000. Đấy, củ này thì cô lại như con chuột. Như con chuột rất đẹp nha. Chuột này, lộc nó sẽ đi như này. Nhiều bác bảo cứ có nó bị khi vận chuyển nó bị gãy hết cái lộc này, cứ sợ là không có lộc, nay mai nó sẽ ra lộc hết đây. Đấy, củ này rất đẹp, để bàn uống nước quá tuyệt vời nha cả nhà nha. Hình số 23 50.000, hình số 23 50.000. Rất mong là mọi người thử chơi, thử thưởng lãm cái hàng rừng này xem sao. Thỏa sức mình muốn sáng tạo như nào sáng tạo. Đấy, rất hay nhé cả nhà nhá. Đây, cái này nó tán nó có khác gì cây cây mai không? Đấy, tán có khác gì cây mai không? Lá rất thanh, nhìn lá đã thấy hay rồi. Đấy, củ đây. Hình số 13, hình số 13 100.000, hình số 13 100.000, rất tuyệt vời nhé cả nhà. Hôm nay em chính ra là định không lấy đâu, nhưng mà thấy nhìn cái củ nào nó cũng đẹp. À, nó lại vừa ra tiền. Ra là thôi mà vẫn chia sẻ cho mọi người về chơi Tết nhé cả nhà nhá. Hình số 14 100.000, củ này cũng thế. Không có gì phải bàn cãi những cái củ như này. Ôi giời, đây một đống rêu. Đặt bàn uống nước đi cả nhà ơi, em nói thật luôn đấy, mua này về đặt bàn uống nước. Đặt bàn uống nước thì quá tuyệt vời luôn, chơi cả ngày Tết luôn cả nhà nhá, chơi ngày Tết luôn cho em. 100.000 hình số 14, 100.000 hình số 14, 100.000. Đấy, củ này cũng thế này. Đấy. Đẹp chưa? Nó dáng này, lá tán này. Đấy. Lộc đây, củ có cả lăn lọng này. Đặt một bàn uống nước nay chẳng không thích thì cần. Chơi rất hay nha mọi người nha. Mọi người nhiều. Hình số 20 80.000, hình số 20 80.000. Nhiều bác thì lại cứ thích đặt những cái lọ hoa giả ấy. Hoa giả bàn nước, nhưng mà mọi người thử thay đổi đi. Đặt hoa giả bây giờ không thích lắm đâu. Đấy, đặt những cái củ như này về đặt ở bàn uống nước thì cây tươi trong nhà rất tuyệt vời nhé cả nhà nhá. Củ tre rừng. Hình số 15 100.000, hình số 15 100.000. Tán lộc rất đẹp, củ rất. Ơi, đây. Có quả đây. Này, em cho mọi người xem quả nhé. Này mai nó ra quả thì nó như nào. Đấy. Nó như viên ngọc này. Nó như viên ngọc này. Đấy, ui giời. Đấy. Mà nó những cái chỗ này mà nó cứ rúc rỉu những cái quả như này xuống nhìn chẳng đã mắt à cả nhà đúng không ạ? Đấy, nhìn rất đẹp nha cả nhà nha. Hình số 5, hình số 15. À, hình số 15 100.000. Rất mong là mọi người xem, cô chú yêu quý, mọi người yêu quý, mọi người dành cho em một nút yêu thương, một nút like thôi. Và bác nào dùng Zalo nhé, bác nào dùng Zalo thì lan tỏa hộ em với. Đây, ví dụ như cái cây này chỉ ngắm lá không đã sướng rồi. Ngá nó tròn lá kiểu như cái đồng xu vậy. Nó nhỏ nhỏ, nó dăm lá này. Đấy, lá như đồng xu vậy, nhìn. Đây, ví dụ như cái cây này mọi người mà về đặt bàn uống nước, trồng lên đặt bàn, đặt ở bàn thôi, nhìn cái tán lá này, nhìn sướng không, nhìn rất phê cả nhà nhá.
Hình số 19 80.000. Hình số 19 80.000. Không đâu như nhà em nhé cả nhà nhá. Sẽ cố gắng sưu tầm cho mọi người nhiều cái hay, nhiều cái thú vị. Mọi người cứ ủng hộ em đều đều đi. Tiếp tục cây này. Cây này, cây nào cũng tuyệt nhá. Đây, bắt đầu phôi nó bắt đầu lớn này. Đây, các bác nhìn này. Rêu này. Tán này. Tán rêu này. Củ này. Củ này tầm 7 năm. Đây, bắt đầu mọc phôi đây tiếp này. Phôi đây tiếp này. Cho vào chậu sứ. Ở dưới là ghi là phúc lộc thọ đấy. Những cái, có những cái chậu người ta trồng cây bonsai, người ta ghi chữ phúc lộc thọ. Mọi người trồng cái này vào, sau đặt bàn uống nước cho em, hộ em cái. Hộ em cái. Lộc ở nhà đây cả nhà nhá, chứ không đâu xa. Hình số 18 150.000. Hình số 18 150.000. Cây này quá tuyệt vời. Cây này lạ. Quá lạ luôn. Rêu phong cổ kính. Rất tuyệt vời nhá. Đây, mọc u bọc biếu ở trên này. Rêu đây. Và mọi người trang trí thêm những cái con cò, con vạc, con nông, nước gì đấy. Đặt bằng nhựa ấy. Đính vào đây này, đính vào những cành. Vui rồi ôi, đấy là một cái kiểu chơi rất thú vị, rất lạ nha cả nhà nhá. Tiếp tục. Hình số 11, 150.000. Đây, củ này nó rơi vào hơn chục năm, tầm 15 năm. Lạ thay, lạ kỳ thay thì nó lại bắt đầu là nó mọc u ở trên đây, mọc biếu ở trên đây. Và nay mai nó sẽ tán lộc ở đây nha. Những cái thân này mọi người có thể cắt ngắn nó đi. Sau là trồng nguyên củ nay mai nó tán lộc, nó sẽ chỉ đến đây này, bắt đầu nó mọc đến đây này. Đấy, thì mọi người cân đối làm sao này, cắt để cho nó gọn gàng. Và thứ hai là nay mai tán lộc như thế này. Đây, nó tán lộc như thế này. Đấy. Đấy, nó tán ở đầu ngọn này, nó tán như thế này. Nay mai cho nó đẹp nhé cả nhà nhá. Hình số 11 150.000. Hình số 11 150.000. Hôm nay em thấy là cái lô này vừa đẹp này. Giá lại hợp lý này, nên ra em lại tiếp tục để lại nhập để chia sẻ cho mọi người nhé cả nhà nhá. Củ này như thế mỹ mãn, có cả kiếm, chả biết kiếm gì đây, địa lan nước gì nó nằm ở trên này nữa này. Đấy, trên này mà đặt bàn uống nước thì còn gì bằng cả nhà, còn gì bằng đâu. Đấy, những cái cây nhỏ mình đặt bán uống nước. Hình số 12 150.000. Hình số 12 150.000. Những cây nhỏ mình đặt bán uống nước. Còn những cái cây to to một tí mình đặt làm một cái chậu to, đặt ở sảnh này. Một là sảnh, hai là mình đặt đặt ở trước trước cái bàn uống nước ấy, trước đầu mặt trước cái bàn uống nước ấy, cực kỳ là phê nhé cả nhà nhá. Tiếp tục, củ này nó rơi vào tầm 25 năm. Củ này tầm 20 năm. Củ này là ai đó chết rồi. Đấy. Hóa ra là cái này là người ta ấy vào. Này, tí nữa em quay lại cái này, hai củ này đẹp chưa? Đẹp chưa? Củ không số đi. Củ không số 50.000, hình không số 50.000. Củ này là 70.000. Đấy, hai củ không số 50 và 70 cả nhà nhá. Tí nữa thì mọi người chốt cho em củ này, lá đẹp chưa? Đấy. Một màu rất tuyệt vời. Cái này đặt thì rất đây. Chờ em tí em sẽ sửa lại cái giá này. Bởi vì lúc nãy nó kèm nhìn nó to thì nó em tưởng là nguyên một củ. Chờ một em tí nhá. Rồi, em sửa rồi đây nhá. Củ này thì nó rơi vào tầm 17 18 năm. Tán đây. Đặt bàn cho em, đưa con vạc con nông cái gì nó lên cành đây. Đấy, vạc nông gì đấy. Hình số 9 200.000. Hình số 9 200.000 nhé cả nhà nhé. Khá đẹp, tuyệt vời. Hôm nay mọi người chọn củ nào cũng được, hôm nay em sẽ quay kỹ cho mọi người nhá. 200.000 hình số 9. Rồi, tiếp tục cả nhà nhá. Mọi bác nào có mắt thẩm mỹ, mọi người đánh giá cho em cái củ này cái, hộ em cái. Đẹp thế này rồi. Đấy. Em bảo rồi, củ nào hôm nay cũng có cái giá trị của nó. Hình số 10 200.000. Hình số 10 200.000. Củ này rơi vào tầm 15 năm nhé cả nhà nhé. 200.000. Cực kỳ đẹp. Tán đẹp. Lá viền đỏ. Cánh đỏ. Bản lá dày. Đấy. Mọi người thẩm mỹ cho em, hộ em cá. Đấy.
Hình số 10 200.000. Tiếp tục. Hình số 17 100.000, hình số 17 100.000. Đấy. Củ này rơi vào tầm 895, tán đây. Đẹp chưa? Củ nào cũng được, nói chung hôm nay mọi người chốt củ nào cũng được. Tiếp tục hình số 21 80.000, hình số 21 80.000. Đẹp chưa? Đây. Nguyên một khóm đặt ở bàn uống nước cho em nhé. Củ chè rừng cả nhà nhá, chè rừng. Hộ em cái. Lan tỏa cây cây này hộ em với. Nó chơi hay lắm đấy. Tiếp tục. Hình số 26 50.000. Củ này đặt đây, đặt đi cho em. Đặt bàn uống nước cho em. Đó. Hình 26 50.000. Đặt bàn uống nước hộ em nhá. Để lấy lộc đầu năm. Đây, củ này đây. Đây. Nó thế thôi. Nó đẹp vậy thôi cả nhà. Nó tự nhiên vậy thôi. Không có gì phải chê cả. Hình số 24 50.000, hình số 24 50.000. Nhớ ghép đơn giúp em nhé cả nhà nhá. Đây. Nó khác gì cây mai không? Đẹp chưa? Củ này thì nó rơi vào 20 năm. Một vế đây nha. Một tán đây. Tán nó rất đều, đều tán. Rất cực kỳ. Như cái này thì mình đặt vào cái chậu cao và đặt trước bàn uống nước, đặt trước bàn uống nước hoặc đặt sau bàn uống nước ở nhà nhé. Trước hoặc sau. Thay cho mình đặt cái lọ hoa này. Hình số 7 250.000, hình số 7 250.000. Ông này nữa thế này. Nhìn nó mỹ mãn luôn nha. Hình số 16 100.000, hình số 16 100.000. Củ này rơi vào 8 năm. 8 năm. Đặt bàn uống nước cho em. Củ này thì đây. Củ này ấu không? Giống củ ống cả nhà. Cực kỳ là hay. Hình số 2 200.000, hình số 2 200.000. Thưa với cả nhà, củ này nhìn thế thôi nhưng mà có nghĩa là củ này nó rơi vào tầm 25 năm. Đây. Củ mẹ nó đây, nó phát sinh củ này nữa đây. Đây. Về cắt tỉa lại, cắt tỉa những cái tán khủng khỉu để nó mọc lộc ở đây, mọc lộc ở đây cho em. Chơi về độ năm cao như cả nhà nhá. Hình số 2 200.000. Hình số 2 200.000. Củ này đây. Lại một củ đẳng cấp nữa đây. Củ này nó rơi vào tầm 25 năm. Chưa xong à? Rồi em phải đặt ra đây cho mọi người chiêm ngưỡng cái củ này. Củ này nó vừa lâu năm mà nó lại lạ, nó dáng nó cực kỳ đỉnh luôn. À. À. Ôi dồi ôi, hai cái củ này là 35, hơn 30 năm. Hình số 8 300.000, hình số 8 300.000. Đẹp không tì vết nhé. Đẹp, độc, lạ, dị nhé. 300.000 củ này xứng đáng. Quá xứng đáng. Hôm nay em còn nhìn thấy có quả. Có cả quả nữa đấy. Tiếp tục. Củ này 30 năm. Hình số 1 250.000. Hình số 1 250.000. À. Củ nào em bảo rồi. Củ nào hôm nay cũng hay. Củ nào cũng đẹp nhé cả nhà nhé. Tiếp tục hình số 6 250.000. Hình số 6 250.000. Củ này thì thôi rồi cả nhà. Củ này
cũng tầm hơn 30 năm và đang lại tiếp tục nuôi hai cái ấu ở trên nữa, hai cái phổi ở trên nữa. Đấy. Nó lạ lạ, nó lại mọc phổi trên trên thân nữa này. Đấy. Mọc phổi trên thân nữa. Ngày mai mà nó ra lại củ chó này mà lúc liễu ở đây ngang với quả thì thôi. Độc lạ dị hiếm như cả nhà nhá. 6 hình số 6 250.000. Mọi người xem kỹ cho em nhé, đừng bỏ qua hình nào cũng hay. Hình số 3 250.000, hình số 3 250.000. Rồi, tán củ này thì mỹ mãn. Có cả cây lan đây cả nhà nhá, lan mọc dưới đây. Củ này rơi vào 25 năm, rêu phong thì thôi rồi nhá. Đấy. Đấy. Đấy, dáng nào cũng hay, dáng nào cũng đẹp. Cô chú toàn thể gia đình mình xem, động viên em nhá. Em nay giới thiệu thì nó sẽ tỉ mỉ hơn. Nên ra là nó sẽ nhiều bác thì lại bảo kêu sốt ruột ấy. Nhưng mọi người đã mua thì mọi người cứ nghe em nói cho chi tiết. Không đến lúc về mọi người lại không ưng ý các thứ thì nó lại rất rất mệt nhá cả nhà nhá. Đấy, quả đây. Quả đấy. Quả đấy cả nhà nhá. Rêu đẹp, tuyệt vời. Hình số 4 200.000. Hình số 4 200.000. Củ này tầm 15 năm nhé cả nhà nhé. Rêu phong đẹp. À, không biết củ này nó còn đây, củ này nó còn đang bị điếu vào thì không biết nè. Mấy củ đây. Thôi củ này em tạm dừng đã đi. Tại vì là em nhìn thấy là đang người ta đang buộc cái này, tại vì nó giằng với nhau ấy. À, nhiều bác thì bác ấy có bảo là nó các củ không phải là một củ nhá, mà nó có nghĩa là nó phát sinh hoặc là nhiều củ nó mọc gần nhau, bắt đầu nó cuộn lại nhau ấy thì thành một khối cả nhà nhá. Đấy. Cái này thì chưa biết bao nhiêu củ nhưng mà dáng nó đâu. Hình số 5 300.000, hình số 5 300.000. Cái này thì khả năng là nó sẽ nhiều củ ấy, nhiều củ. Củ này thì chắc chắn có củ to vật vã thì nó rơi vào tầm 40 năm nếu mà hình thành được cái củ như này. 300.000. Hình số 5 300.000. Cả nhà thấy hay không? Hôm nay nhiều hình hài, nhiều cây nó tán rất đẹp. Nhiều cây thì quá lâu năm. Đấy, giới thiệu nhiều thì nó sẽ hơi mệt cả nhà, chứ không phải là em thích giới thiệu nói nhiều đâu, mọi người rất thông cảm nhé. Không phải em thích nói nhiều mà em muốn là em giới thiệu cái gì để cho nó chi tiết và mọi người xem cho nó rõ ràng, minh bạch. Nên ra rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình lan tỏa cái kênh của em để tiếp tục em có những cái mặt hàng tốt hơn nữa và đẹp hơn nữa để chia sẻ cho mọi người nhá. Rồi em mời mọi người qua cái em lan rừng của nhà em nhá. Em vẫn chuyên chủ yếu là lan rừng, hoa phong lan rừng. Rồi em mời mọi người.